Thiên thoại, Linh Thư, thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 1 tháng 8, 2023, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Đức tin như con trẻ, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Luca chương 18, từ câu 15 đến hết câu 17. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị và các bạn cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh nền tảng Luca chương 18, từ câu 15 đến hết câu 17, bản truyền thống hiệu đính. Người ta cũng đem các trẻ em đến với Đức Chúa Giê-xu để Ngài chạm đến chúng. Thế vậy, các môn đồ trách những người đem đến. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ lại mà phán rằng, hãy để các con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Thật, ta phán với các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ chẳng vào đó được. Quý thính giả thân mến, phần chú giải cho chúng ta biết một số thông tin về phân đoạn Kinh Thánh hôm nay như sau. Dưới sự soi dẫn của Thánh Linh, mỗi sách Phúc Âm đều có một đặc điểm riêng biệt khi kể về câu chuyện của Chúa Giê-xu. Ví dụ, trong sách Ma-thi-ơ, trước giả kỹ thuật câu chuyện xoay quanh 5 bài giảng chính phản ánh 5 sách của Môi-se, từ Sáng Thế Ký đến Phục Truyền Luật Lệ Ký. Ở sách Mác, trước hết, Chúa Giê-xu bày tỏ Ngài là ai và sau đó chuẩn bị cho các môn đồ để họ có thể đón nhận lý do tại sao Ngài đến. Phúc Âm Giăng tập trung vào những phép lạ minh chứng danh tính của Ngài. Trong sách Phúc Âm Luca, điểm nhấn thường được nhắc đến là sự kiện Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem. Câu chuyện bắt đầu bằng việc Đấng Christ đi đến thành Jerusalem và kết thúc bằng việc Chúa vào thành cách khải hoàn. Sách Phúc Âm Luca là kết quả của quá trình nghiên cứu cẩn thận nhằm chuẩn bị độc giả cho những gì sắp diễn ra tại thành Jerusalem. Đó là sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Thật đáng kinh ngạc khi Đức Thánh Linh đã sử dụng nhiều con người với những phương cách khác nhau để kể lại câu chuyện vĩ đại nhất từng được kể. Câu gốc hôm nay được chép trong Luca chương 18 câu 16. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để các con trẻ đến cùng ta. Khi người bà nuôi của chúng tôi phải nằm viện sau nhiều lần đột quỵ, các bác sĩ của bà không chắc về mức độ tổn thương não sẽ xảy ra. Họ cần phải đợi cho đến khi bà khỏe hơn một chút mới có thể kiểm tra chức năng não. Bà nói rất ít và thậm chí chỉ vài từ có thể hiểu được. Nhưng khi người phụ nữ 86 tuổi đã trông nom con gái tôi trong 12 năm nhìn thấy tôi, bà mở khuôn miệng khô khốc và hỏi, Kayla thế nào rồi? Những lời đầu tiên bà nói với tôi là về đứa con của tôi mà bà hết mực yêu thương. Chúa Giê-xu cũng yêu thương trẻ em và Ngài bồng ẩm chúng, mặc dù các môn đồ của Ngài không hài lòng. Một số cha mẹ đã đem con của mình đến với Đấng Christ, rồi Ngài chạm đến chúng và chúc phước cho. Nhưng không phải ai cũng vui mừng khi Ngài ban phước cho những đứa trẻ. Các môn đồ trách những người đem đến và bảo họ đừng làm phiền Chúa Giê-xu. Nhưng Ngài phán, hãy để các con trẻ đến cùng ta. Ngài gọi con trẻ là tấm gương về sự phụ thuộc, tin cậy và chân thật. Đó là cách chúng ta nên tiếp nhận vương quốc của Đức Chúa Trời. Con trẻ hiếm khi có bí mật riêng, bạn thấy thế nào thì chính xác là thế ấy. Với sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng, nguyện chúng ta cũng có lòng tin cậy như con trẻ, để đức tin và sự phụ thuộc của chúng ta nơi Ngài cũng rộng mở như thế. Bạn có thể học theo sự chân thành của một đứa trẻ ra sao trong mối liên hệ của bạn với Chúa. Bạn sẽ làm gì để chúc phước lành của Chúa cho những trẻ em trong gia đình và cộng đồng của mình? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện.
Lạy Cha, xin giúp con cởi mở và chân thành như một đứa trẻ khi con tiếp nhận vương quốc của Ngài. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý khán giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với UDB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý khán giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai!